Mến chào tất cả các bạn, thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một số nền tảng kiếm tiền online trên mạng bằng chuyên môn kỹ thuật Photoshop, đồ họa hay bất kỳ cái lĩnh vực nào mà các bạn muốn có chuyên môn mà các bạn đang theo đuổi hoặc các bạn đang học trên mạng mà các bạn không có biết cái nơi để chúng ta thực hành và chúng ta làm để kiếm tiền á, thì các bạn học nhiều á thì cũng chỉ là lý thuyết thôi. Khi mà các bạn thực chiến trên cách kiếm tiền trên mạng hay bất kỳ các nền tảng nào, và các bạn có thể tìm kiếm để học hỏi thêm. Chứ hiện tại thì mình thấy trên tất cả các kênh YouTube thì chủ yếu là tập trung về cái mảng chia sẻ về nội dung kỹ thuật, nhưng mà các bạn quên đi một điều là chúng ta học những cái thứ đó hoặc là các bạn trau dồi thêm những cái kiến thức mới, mục tiêu cuối cùng của chúng ta là gì? Là đi tìm việc làm và kiếm tiền, đúng không? Nếu như các bạn mà học á, mà các bạn mà chỉ học cho biết á, mà không kiếm tiền á, thì nói chung là tùy theo mỗi người thôi. Vì đam mê thì các bạn học á, thì mình không nói rồi. Nhưng riêng mình á, thì mình làm á, là phải học là phải làm, mà phải làm á, là phải có tiền để nuôi sống gia đình, cha mẹ, người thân của mình. Chứ đâu phải học để chơi. Tại vì cái thời gian của mình học á, nếu còn trẻ thì các bạn học tìm hiểu thì rất là dễ rồi. Còn đối với một số các anh em mà hơi lớn tuổi một chút, có gia đình hay là các bạn nào mà đang theo đuổi, mục tiêu cuối cùng của chúng ta vẫn là kiếm tiền. Rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ các bạn một số cái kinh nghiệm mà mình kiếm tiền online trên cái lĩnh vực chuyên môn này trong một khoảng thời gian khá là dài, nên mình cần phải chia sẻ với các bạn. Tại vì dạo gần đây mình có tham gia một cái khóa học freelancer về chuyên môn, nói chung là cách kiếm tiền trên mạng, gọi là freelancer. Freelancer là làm việc tại nhà đó. Về chuyên môn của mình thì mình tham gia cũng khoảng thời gian khá là dài rồi, mình đã có kết quả, nên mình muốn chia sẻ tới tất cả các bạn trên cái kênh này. Nếu có duyên á, thì các bạn nhận được những cái giá trị này á, thì các bạn có thể vui lòng là để một comment, một like ngay thời điểm này, để mà khi mà trong một khoảng thời gian mà các bạn trong 6 tháng tới á, các bạn thực hiện được, các bạn quay lại các bạn cho mình kết quả nha. Rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ các bạn một số nền tảng mình đang theo đuổi, mình làm trong suốt một khoảng thời gian khoảng từ đầu năm ngoái tới nay, thì mình đã nhận được cái kết quả rất là tuyệt vời. Mình chia sẻ thôi, tuy không nhiều nhưng đó là một cái nền động lực rất là lớn và chứng tỏ được đó là sự thật là có thể kiếm tiền được ở trên nền tảng online này rất là hiệu quả. Rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ các bạn cái nền tảng đầu tiên mà mình đang làm, đó đương nhiên là kiếm tiền trên web rồi. Trên web á, thì các bạn biết là cái một trong những cái nơi mà chúng ta có thể kiếm tiền rất là dễ. Thì sẽ show cho các bạn xem cái tháng đầu tiên của đây, ngày 4 tháng 1 năm 2021 thì mình đã có bắt đầu doanh thu từ cái website. Nói chung là không nhiều, nhưng mà các bạn biết tháng đầu tháng 4 là mùa dịch bắt đầu kéo về, tất cả những cái nguồn thu nhập chủ động của mình đều bị tê liệt hoàn toàn, nên mình tập trung mình phát triển đó là nguồn thu nhập thụ động trên website. Đó là cái đầu tiên. Cái này nói chung là nó cũng không khó mà cũng không dễ. Đối với các bạn mà đam mê thì các bạn chắc chắn sẽ tìm được cái cách để chúng ta có thể tạo ra cái nguồn thu nhập từ trên website này và kết hợp với YouTube. Thì hiện tại mình YouTube thì thu nhập nó nói chung là kéo traffic về thôi, chứ thật sự thì YouTube chỉ kiếm một tháng khoảng 1.000 đô, xin lỗi, kiếm một tháng khoảng 10 đô, nói chung là mà hiện tại là 10 đô ha, 10 đô một tháng trên một kênh 2.000 subscribe của mình thì có cao lắm là 10 đô nha. Rồi, thì mình sẽ gom tất cả những cái nền tảng từ website tới YouTube để gom lại để mà có cái nguồn thu nhập thụ động này, đó, rồi, cái tiếp. Rồi nguồn thu nhập thứ hai đó là đến từ các trang freelancer đó. Freelancer thì mình mới học và bắt đầu phát triển chừng 2 đến 3 tháng nay theo cái khóa học nha, chứ mình không có thời gian mình tìm hiểu, mình tham gia khóa học luôn. Và mình sẽ tạo những nguồn thu nhập bằng cách là chúng ta tìm việc làm trên freelancer. Đây là cái cách tìm việc làm và người ta đã thanh toán cho mình qua PayPal nha. PayPal thì cái thu nhập khủng nhất đó là tháng 7 của mình, 28 tháng 7 2022 thì được 173 đô. Và khủng hơn là vào tháng 8 là mình được ngày 6 tháng 8 là 271 đô. Đó là cái thu nhập mà thụ động tự tìm việc làm trên cái nền tảng freelancer.
Rồi bây giờ mình show thôi, để nói chung là ít nhưng mà ít ra mình cũng chia sẻ được các bạn cái niềm tin để các bạn có thể làm được trên cái nền tảng này ha. Rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ các bạn cái cách mà các bạn, những cái nơi mà các bạn có thể tìm việc làm và tạo ra một cái tạo ra nguồn thu nhập thụ động từ cái chuyên môn của các bạn, từ cái freelancer này, từ cái công việc mà bạn đang học nè, ví dụ như Photoshop, thiết kế đồ họa, AI gì đó. Rồi ok, thì nói chung là cái nội dung của cái những trang web mình sẽ để link dưới phần mô tả video cho các bạn có thể tham khảo ha. Rồi bây giờ mình sẽ chia sẻ cho các bạn cái nền tảng đầu tiên. Ok, đầu tiên đó là BNG Tree. Thì đây là cái nền tảng mình các bạn mình khuyên các bạn nên tạo để kiếm tiền thu nhập thụ động. Thì ở đây nó có nè, tham gia nhóm thiết kế độc quyền nè, tải lên bản quyền đầu tiên bạn sẽ được $5 cho nhà thiết kế. Cái min gốc của nó là $50, có nghĩa là các bạn sẽ tham gia vào trong đây, các bạn tải những cái sản phẩm mà ở trên đây được phê duyệt thì các bạn chắc chắn là các bạn sẽ kiếm được tiền trên toàn thế giới. Thí dụ như các bạn muốn bán một cái sản phẩm ở đây, thì mình thí dụ đi, ở đây mình chỉ demo thôi nha, mình thí dụ một cái sản phẩm mà các bạn thiết kế đẹp đi, các bạn có thể bán dưới giá là $1 trên một sản phẩm, thí dụ thôi nha, chứ thật sự thì các bạn bán nhiều, các bạn bán $1 thì trên toàn thế giới thì các bạn chỉ cần, không cần nhiều, chỉ cần một tháng chỉ cần 100 người mua thôi là các bạn cũng được $100 rồi ha. Ở đây là những nền tảng độc quyền nên các bạn thiết kế nha, nếu các bạn biết ý tưởng các bạn tham khảo ý tưởng của người khác, nhưng mà đặc biệt á các bạn phải tự sáng tạo nha, không được copy ở đây đem về làm thì không được nha, ngoài nó không được nha, ở đây mình làm rồi mình không được, các bạn tự thiết kế, các bạn để từ lớp đây dơ, các bạn up lên đây theo yêu cầu của người ta, tham gia vào yêu cầu có cái phần up lên á, các bạn tự tìm hiểu nha, ở đây mình không có quay video được, mình chỉ nói sơ để cho các bạn nào mà đam mê chắc chắn sẽ làm được rồi, mình không có cầm tay chỉ việc những cái phần này đó. Đây là cái nền tảng mà mình thấy là cái xu hướng để giúp các bạn có thể tìm được cái việc làm, cái công việc các bạn đam mê, các bạn thiết kế đại, các bạn thiết kế những ý tưởng rất là độc lạ gì đó, các bạn đưa lên đây các bạn bán ha, theo cái yêu cầu của người ta. Ở trên đây nó có mấy cái job về những cuộc thi á, tiền cũng khủng lắm, cả trăm cả ngàn đô lận. Rồi ok, thì đây là cái nền tảng mình thấy các bạn nên làm, là đeo đuổi nó. Khi mà các bạn rảnh, các bạn một tháng các bạn làm một sản phẩm thôi cũng được, nhưng mà trong tương lai 5 năm, 10 năm hay 1 năm, nếu như mà sản phẩm của bạn được mua nhiều, bạn rất là nhiều tiền. Rồi ok, đây là cái nền tảng mình thấy rất là thú vị để cho các bạn tham khảo ha. Rồi cái thứ hai mà mình đang đeo đuổi và làm đây, đây freelancer Việt Nam á, thì các bạn có thể vào trong đây các bạn làm cái freelancer. Ở đây người ta sẽ tìm việc làm, các bạn tìm việc làm nha, ở trên đây người ta đăng tuyển thì các bạn vào các bạn tham gia thôi. Ở đây mình chỉ giới thiệu thôi, các bạn có thể đăng ký và tìm hiểu ở trên đây nha, ở đây mình chỉ giới thiệu cho các bạn thôi ha. Ở đây thì có rất là nhiều công việc thiết kế đồ họa dưới Photoshop, là dưới edit video là rất là phổ biến luôn, các bạn có thể inbox các bạn làm riêng khi mà nhận job cũng được. Rồi nền tảng thứ hai á, nền tảng thứ hai là đây, nền tảng này là rất là ngon nha. Ở đây là gọi là Upwork. À các bạn giỏi á, tiếng Anh á, thì các bạn sẽ làm được, nhưng mà bây giờ mình nghĩ không cần giỏi, các bạn chỉ cần biết dịch thôi ha. Ở đây thì bên lĩnh vực Photoshop của mình á, thì rất là nhiều job với giá tiền cũng rất là đơn giản nè, từ 10 tới 20 đô thì các bạn cứ cài Google dịch, các bạn dịch thôi. Ở đây về chuyên môn á, thì nói chung là chuyên môn đơn giản lắm, trên Photoshop các bạn chỉ cần biết Photoshop là các bạn có thể làm được ha. Đó ở đây các bạn dịch cái thôi nè, nè đó, ảnh cổ đại nè, cuối cùng gì đó, hình ảnh cuối cùng phải có kích thước từ 38. Nói chung là đây là cái job để người ta đăng lên, các bạn nhận thì các bạn chào giá. Ở đây người ta chào giá từ 10 tới 25 đô nè. Đó, thì các bạn nhắm các bạn làm được á thì các bạn nhận ha. Ở đây người ta có cái yêu cầu luôn. Đó, yêu cầu hình ảnh người ta để sẵn luôn à. Cái này là người ta yêu cầu mình làm cái gì đó. Đó. Đó có minh họa, cái này là ảnh minh họa ha. Thì trên đây á, về chuyên môn Photoshop và thiết kế đồ họa hay là làm cái lĩnh vực mà chuyên môn như mình hiện tại á, thì rất là nhiều luôn. Nói chung là dễ cũng có mà khó cũng có, các bạn cứ canh việc dễ các bạn làm đó, $5 $10 gì cũng được, nhưng mà trên đây rất là nhiều việc nha. Rồi nền tảng kế tiếp để giúp các bạn tìm được việc làm kế tiếp đó là freelancer. Nói chung là các bạn có thể tham khảo cái bài viết mình để dưới có freelancer.com đó nha.
ở đây mình chỉ là freelancer việc thôi. Nó còn freelancer.com nữa. Đó. Ở đây thì nó sẽ có là freelancer.com nữa nha các bạn, để các bạn tìm việc làm trên toàn thế giới. Ở đây cũng vậy thôi, ở đây nó là cũng dễ kiếm việc lắm. Ở đây nó có những cái cuộc thi để các bạn có thể kiếm tiền ở trên đây, nên các bạn học, các bạn cứ lên trên đây các bạn trao dồi thêm cái kiến thức, người ta yêu cầu gì mình làm cái đó, thì khi nào mình không biết thì mình lên YouTube mình học thêm đó. Ok ha. Rồi nền tảng kế tiếp, nền tảng cuối cùng là mình thấy mình cũng đang up những cái tài liệu lên đây các bạn bán. Một á, là các bạn bán, hai á, là người ta những người nước ngoài người ta thích những cái tác phẩm của bạn á, người ta có thể là donate cho các bạn, thấy không? Người ta sẽ donate cho các bạn. Thì ở đây có một số tác phẩm chúng ta có thể bán được ha. Đăng trên đây, nếu đủ điều kiện á, thì các bạn cứ bán bình thường thôi. Đây là bisabay.com nè. Có một số tác phẩm hình ảnh hay là video hay là những cái tác phẩm nghệ thuật của các bạn, voucher các bạn thiết kế độc lạ đưa lên đây nhiều người tải. Hoặc là các bạn có thể được donate từ cái cà phê này nè, hoặc là donate thẳng cả PayPal của các bạn luôn đó ha. Hoặc là các bạn bán sản phẩm, đương nhiên có một số tác phẩm các bạn bán được nha. Ở đây thì mình đang tham gia thôi, mình chưa có được cái tính năng bán sản phẩm, nên trong thời gian tới nếu mình bán được mình sẽ chia sẻ các bạn cái nền tảng này. Nhưng mà các bạn tham gia đi, càng sớm càng tốt, tại vì cái này đòi hỏi nó có thời gian, bắt buộc ai có thời gian. Hoặc là các bạn best sale này cũng tương tự như vậy thôi. Rồi thì ok, đây đó là những cái cách mà mình đang kiếm tiền trên nền tảng online tự động đó. Rồi nếu các bạn nào quan tâm á, thì có thể tham khảo ha. Rồi xin cảm ơn các bạn, nếu các bạn thấy hay hữu ích thì nhớ nhấn like và đăng ký kênh. Mình sẽ thường xuyên chia sẻ các bạn những cái nội dung mà mình biết được trong quá trình làm cũng như là trong quá trình làm ha. Rồi xin cảm ơn, hẹn gặp lại các bạn.